Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Olala Kiwi Kiwin TV. Hôm nay Olala sẽ chia sẻ đến mọi người quan điểm về bốn phép tính lớn trong đời người. Phép cộng là để làm việc, phép trừ là để sống, phép nhân là để biết ơn, phép chia là để buông bỏ. Thì mọi người sẽ được theo dõi, sẽ được tìm hiểu trong video hôm nay. Chúc mọi người xem video vui vẻ nhé. Đời người có tính thế nào cũng không thắng được thiên đạo luân hồi. Cộng trừ nhân chia là những phép tính trong toán học. Tuy là đơn giản nhưng nó đồng thời cũng là những trí tuệ tuyệt vời. Dùng phép cộng làm việc, dùng phép trừ để sống, dùng phép nhân để thể hiện lòng biết ơn, dùng phép chia để buông bỏ. Nếu làm được bốn điều này, ông trời ắt sẽ có sự an bài riêng. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu phép tính đầu tiên, đó là dùng phép cộng để làm việc. Như Lão Tử đã từng nói: cửu tần chi đài khởi vu lũy thổ, thiên lý chi hành khởi vu túc hạ. Đề cao chín tầng nghĩa là đề cao chín tầng cũng được xây dựng từ trên nền đất. Con đường ngàn dặm phải bắt đầu từ những bước đầu tiên. Bất kể là việc gì, không bao giờ có thể thành công trong một sớm một chiều. Lâu đài có cao tới đâu, con đường có xa xôi tới đâu, cũng đều được tích lũy từng chút một. Đời người cũng vậy, muốn nên nghiệp lớn bắt buộc phải làm phép cộng. Như Tang Quốc Phiên là một nho gia nổi tiếng của Trung Quốc. Ông vốn có trí nhớ không tốt, đọc sách rất chậm, nhưng hiện tại những triết lý của ông lại được rất nhiều thế hệ tán thưởng. Cá nhân ông hiểu rằng chỉ khi kiên trì làm việc, làm phép cộng trong làm việc, đời người mới có thể từ lượng biến trở thành chất biến. Trong suốt 20 năm trời, Tang Quốc Phiên lập chí noi gương theo các bậc thánh nhân. Ông yêu cầu mình mỗi ngày đều phải xem, đọc, viết và tác, bốn việc không thể thiếu việc nào. Để khắc phục sự lười biếng, mỗi tháng ông đều cố gắng gửi nhật ký hay các tác phẩm của mình về nhà để anh em con cháu đọc. Thói quen này bắt đầu từ 30 tuổi cho tới năm 61 tuổi khi ông qua đời. Trọn vẹn 31 năm chưa từng đứt đoạn. Dù có trên một hành trình nào đó, dù có mệt mỏi tới đâu, ông cũng phải dở về trang sách ra đọc rồi mới nghỉ ngơi. Đời người phải biết làm phép cộng, nhưng khó khăn nhất cũng chính là làm sao để kiên trì. Bình thường kiên trì 3 tới 5 tháng đã là rất quý, nhưng ông Tang Quốc Phiên là kiên trì gần như nửa đời người. Tang Quốc Phiên không chỉ làm như vậy mà còn nghiêm khắc yêu cầu con cháu cũng cần phải như vậy. Gia tộc họ Tang mấy trăm năm đều luôn thịnh vượng, nhân tài đời nào cũng có. Điều này có liên hệ rất lớn tới những chỉ báo của Tang Quốc Phiên. Chỉ cần dám làm phép cộng, kiên trì tới cùng, thế giới này ắt không có chuyện khó khăn. Phép tính thứ hai đó là dùng phép trừ để sống. Như Lão Tử đã từng nói: ngũ sát lệnh nhân lục mạng, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lệnh nhân khẩu sản. Nghĩa là màu sắc nhiều mắt sẽ hoa, âm thanh nhiều ta sẽ không phân biệt được chính xác, mùi vị nhiều vị giác sẽ không còn linh hoạt nữa. Dục vọng ham muốn và khát vọng càng nhiều thì cuộc sống càng loạn. Như từ cổ chí kim, phàm là những người có thành tựu đều biết dùng phép trừ để sống, cố gắng sống đơn giản nhất có thể. Như Tang Quốc Phiên vốn dĩ là trọng thần của triều đình nhà Thanh Trung Quốc, lương bổng mỗi năm của ông không hề thấp. Tuy nhiên số tiền ấy phần lớn được ông dùng để cứu tế người khác, còn bản thân là sống vô cùng giản dị. Vợ bỏ tiền ra mua một nha hoàn về dọn dẹp nhà cửa. Ông nói điều đó là lãng phí, bỏ vợ mặc giày đi trả lại. Con cháu trong nhà cũng không được dùng nô bọc. Bình thường bưng trà rót nước, dọn dẹp nhà cửa đều phải tự làm. Ông có một chiếc áo quan mặc trong suốt 30 năm liền. Chiếc áo này với chính ông là một thứ đồ xa xỉ. Vì vậy, mỗi lần có lễ lớn hay trong các dịp trọng đại, ông mới mang ra mặc. Quần áo trong nhà cũng đều do phụ nữ trong nhà may. Buổi tối khi ông chăm đàn đọc sách thì vợ sẽ ngồi bên khâu vá. Bữa cơm của ông lại càng giản tiện hơn, thường chỉ có một vài món ăn, người đời đùa gọi là nhất phẩm tế tướng, tức là nhất phẩm nghĩa là một món. Ăn chơi hưởng lạc ca kỹ vũ nhạc ông lại càng thờ ơ. Sự đơn giản đem đến cho Tang Quốc Phiên sự tự tin để từ chối hối lộ. Ông đã từng nói rằng: quyết không nhận tiền vỗ béo bản thân, làm tổn hại tới thanh danh của người đời trước. Như lúc lâm chung không nhận tiền phúng điếu, làm xong tang sự không có đồng nào để lại cho con cháu. Lão Tử đã từng nói:
họ mặc đại vu bất tri túc, tức là người đời cái họ lớn nhất chính là muốn quá nhiều, không biết thỏa mãn, không biết điểm dừng, sớm muộn gì cũng rước họ vào thân. Sống ở đời phải biết làm phép trừ, giảm bớt dục vọng, ham muốn của bản thân, sống đơn giản, học cách biết thỏa mãn và trân trọng hạnh phúc trước mắt, cơm thanh trà nhạt, không bệnh không tật, đó mới là cái phúc lớn nhất của đời người. Phép tính thứ ba đó là dùng phép nhân để biết ơn. Như trong cuốn tiểu thuyết Thế giới của Sophia của nhà văn Roger Garden có một câu nói như thế này: không ai đẻ ra là phải có trách nhiệm đối xử tốt với người khác, vì vậy chúng ta phải học cách biết ơn. Người khác giúp bạn là tình nghĩa, không phải là bổn phận. Đối mặt với sự giúp đỡ của người khác, phải học cách biết ơn, học cách báo đáp. Như Tăng Quốc Phiên khi mới vào kinh thành rất được lòng Tăng Chương A, trở thành môn đệ của Tăng Chương A. Một người xuất thân là bình thường, không có gia cảnh chống lưng như Tăng Quốc Phiên, nhờ sự xem trọng và tiến cử của sư phụ, dần dần trở thành một trụ cột của triều đình. Chỉ trong vỏn vẹn 10 năm trời, từ quan thất phẩm làm lên tới nhị phẩm thị lang. Sau này thế thời thay đổi, Tăng Chương A thất thế, cây đổ thì khỉ chạy. Chỉ có Tăng Quốc Phiên không chạy, không né tránh, mỗi năm Tết đến xuân về đều tới thỉnh an sư phụ. Sau đó dù Tăng Chương A qua đời rất nhiều năm, nhưng Tăng Quốc Phiên vẫn không ngừng hỗ trợ cho con cháu của Tăng Chương A. Đạo Quang năm thứ 27, ông nội của Tăng Quốc Phiên lâm bệnh nặng, là lão trung y Trạch Lục Gia ra tay cứu chữa, cứu lại mạng cho ông nội. Tăng Quốc Phiên không bao giờ quên ơn nghĩa này, luôn nhắc nhở con cháu mỗi năm Tết đến đều phải tới hỏi thăm biếu quà, tuyệt đối không được quên ân nhân. Sự việc đã xảy ra hơn 10 năm, nhưng Tăng gia năm nào cũng đều như vắt chanh tới thể hiện sự biết ơn với Trạch Lục Gia. Tăng Quốc Phiên đã từng nói, quân tử không tùy tiện nhận ơn huệ của người khác, nhưng một khi đã nhận rồi tuyệt đối không bao giờ quên. Một giọt ân huệ, một thùng báo đáp. Cảm ơn phải dùng phép nhân để mà tính. Người khác giúp bạn một phần, bạn phải trả lại người ta ba phần. Chỉ có như vậy thiện ý mới được lan tỏa, thế giới mới dần dần trở nên ấm áp và dịu dàng hơn. Phép tính thứ tư đó là dùng phép chia để buông bỏ. Chia ở đây có nghĩa đang ra là còn một hợp nghĩa là dọn dẹp. Nhà cửa phải dọn dẹp thường xuyên, tâm hồn cũng cần phải được dọn dẹp định kỳ. Những người không có duyên, những chuyện bất lực, những phiền não và chấp niệm, tất cả đều phải kịp thời dọn dẹp vứt bỏ. Chỉ có như vậy cuộc đời mới trở nên ung dung, tiến về phía trước với hành trang nhẹ nhàng hơn. Như Tăng Quốc Phiên trước kia từng lập ra Tương Quân, một lực lượng được phát triển từ lực lượng dân quân ở nông thôn trong thời kỳ Thái Bình Thiên Quốc của Trung Quốc. Khi ấy ông không có tiền, không có quyền, bắt đầu từ con số 0, dồn hết tâm huyết cho nó. Nhưng ông lại không nắm được binh quyền, khiến cho cái chức danh thống soái tướng quân này danh không chính ngôn không thuận. Ông định xin Hàm Phong để cho mình thực quyền, nhưng Hàm Phong đế không những không cho, ngược lại còn bắt ông về nhà thực hiện chữ hiếu trong 3 năm, lấy đi quyền lực của ông. Nỗ lực cả đời người cứ thế tan thành mây khói. Sau khi về nhà, Tăng Quốc Thiên trở nên khó tính. Người trong nhà cứ né được là ông là né. Ông nghĩ không thông, tại sao tỏ hóa cứ hết lần này tới lần khác trêu đùa ông như vậy. Ông không can tâm. Sau đó nhờ gợi ý của một người bạn, ông bắt đầu đọc Trang Tử. Đọc khoảng nửa năm, nội tâm cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Như Trang Tử đã từng nói, đời người sống giữa đất trời, chẳng qua cũng giống như một con tuấn mã chạy qua khe núi, chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Đời người ngán ngủi chỉ là khoảnh khắc, dù có nhiều kế không thể buông bỏ tới đâu, thì tới cuối cùng vẫn cứ là phải buông bỏ. Sau này Tăng Quốc Thiên đọc lại một lần nữa, và lần này thì ông như trở thành một con người khác. Ông chủ động viết thư cho tả Tông Đường, nói rõ một lần hết những ân oán giữa hai bên. Ông không còn khư khư mong muốn thực quyền, bắt đầu có ý phò tá Lý Hồng Chương, chuẩn bị cho việc nghỉ hưu của mình. Quyền lực, ăn ón, danh vọng, tất cả ông không còn đặt nặng trong lòng nữa. Như lời Phật nói rằng, nhất niệm phóng hạ, vạn băn tự tại. Buông bỏ chấp niệm nhận lại trí tuệ, buông bỏ tham lam nhận lại niềm vui, buông bỏ ăn ón nhận lại sự khoan dung, buông bỏ càng nhiều nhận lại càng nhiều. Phép cộng giúp ta thành công, phép trừ giúp ta sống giản đơn, phép nhân thì giúp ta học được cách biết ơn,
Phép trừ giúp cho nội tâm chúng ta nhẹ nhõm. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, đời người có bốn phép tính, ông trời cũng ác cũng sẽ tính toán riêng cho chính mình. Con đường phía trước dù có gian khổ và vất vả tới đâu, cuộc sống rồi cũng sẽ cho chúng ta những đáp án tốt đẹp nhất. Rồi, video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây.